Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Trong showbiz, Trấn Thành là ngôi sao hàng đầu, sở hữu mức cắt xê khủng. Nam Dương Hải phủ sóng hầu hết ở khắp các chương trình truyền hình ăn khách bậc nhất Việt Nam. Khán giả vẫn đồn với nhau rằng nếu vợ chồng Trấn Thành giàu nhì, chắc cũng hiếm ai dám nhận giàu nhất dù chưa bao giờ công khai khối tài sản cách xù đang sở hữu nhưng chỉ cần nhìn cách anh chàng và vợ tiêu tiền là đủ hiểu trong khi đồng nghiệp lần lượt tậu hết siêu tiền tỷ này đến siêu xe nọ trấn thành thì vẫn chỉ trung thành với một chiếc xe đã mua từ cách đây 5 năm sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết Ngoài những bất động sản giá trị đang nằm trong tay, Trần Thành còn có bộ sưu tập hàng hiệu, nước hoa mà bất cứ ai cũng phải ao ước. Hai vợ chồng nam danh hài có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch khắp nơi. Nói thế để thấy rằng Trần Thành và Harry Won rất biết cách sống hưởng thụ. Thế nhưng có một điều mà khán giả thắc mắc, vì sao giàu như vậy chịu chơi như thế, nhưng Trần Thành vẫn chỉ đi chiếc xe hơi hạng trung. Trong showbiz không hiếm những ngôi sao đổi xe như đổi áo, tậu hàng loạt xế khủng cho bản thân. Ông Hoàng Cải Lương Kim Tử Long từng gây choáng khi thay 30 chiếc xe hơi liên tục chỉ vì thích. Chẳng hạn như Trường Giang, người bạn thân của Trần Thành từng chịu chi bỏ 6 tỷ tặng xe cho Nhã Phương. Nhìn lại Trần Thành, anh vẫn đi một chiếc Mercedes-Benz F400L hơn 4 tỷ mua từ năm 2015 tới nay. Dù không phải xe quá cùi, nhưng so với đẳng cấp của Trần Thành quả thực chưa thấm vào đầu. Chiếc xe này có ý nghĩa khá đặc biệt khi chính là xe đưa dâu tự tay Asin lái đến đón Harry Won trong ngày cưới. Lại nói về lý do vì sao Trần Thành không chịu đổi xe, nam danh hài chưa bao giờ nói cụ thể, nhưng nhiều người đoán ra phần nào lý do là ở Harry Won. Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ tính cách tiết kiệm của mình, cô từng thẳng thắn. Chị bị cái tính là không được lãng phí, thích thì mua, đắt tiền cũng chịu nhưng không được phí phạm. Trợ lý nói tôi thuộc dạng người keo kiệt, còn tôi nghĩ mình sống tiết kiệm như vậy là tốt. Sau khi về chung nhà với Trần Thành, Harry Won cho thấy rõ vai trò là tay hòm chìa khóa. Cô nàng thắt chặt chi tiêu của chồng, chỉ cho anh khoản tiền tiêu nhất định mỗi ngày. Trước đây có thời điểm, nam danh hài bị đồn là tiêu hàng chục triệu mỗi ngày. Tuy nhiên hiện tại, anh chỉ tiêu trong số vài triệu vợ trò, nhiều lần đi với đồng nghiệp còn phải xin nợ. Trương Giang từng tiết lộ thói quen tiết kiệm của vợ chồng Trần Thành. Đây là bí quyết để họ giàu lại càng giàu. Thằng chồng kiếm tiền, con vợ kiếm tiền, nhưng con vợ lại không biết tiêu xài. Harry Quân chưa bao giờ tiêu tiền của mình nên giàu lắm, toàn tiêu tiền của chồng, tiêu của thiên hạ mà, nói chung là giàu lắm, ông xã Nhã Phương nói. Vì tính cách như vậy, Harry Won cảm thấy không cần thiết phải đổi xe khi chiếc xe hiện tại đi rất ổn. Thêm vào đó, Trần Thành cũng không có đam mê về xe cộ, thay vào đó anh thích hàng hiệu nước hoa hơn. Dù sao, đó cũng chỉ là phỏng đoán của khán giả thôi, còn nguyên nhân cụ thể thế nào thì chắc chắn phải chờ vợ chồng nam danh hài lên tiếng. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV, các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.